Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt. Thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Bây giờ là mình là bài thứ tư, nhưng mà về mặt lập trình là bài thứ hai, đúng không? Hai bài đầu tiên là phương pháp học lập trình và cũng như học công nghệ thông tin. Thì tôi đã nói là có hai cái mức. Thứ nhất là mức kỹ năng, là phải quen tay, nắm được các khái niệm cơ bản. Thứ hai là khéo tay, thì vừa thực chiến vừa kỹ xảo. Nhưng chúng ta không nên tách ra làm hai cái, tôi học xong cái này mới học cái kia, mà chúng ta sẽ trộn lẫn với nhau. Đấy là phương pháp học mới. Tất nhiên là nó hơi khó theo dõi một chút, nhưng mà nó sẽ tốt hơn. Thì về mặt kỹ năng ấy, thì đúng là chúng ta có bốn cái mà lần trước chúng ta đã nói, đúng không? Thứ nhất là chúng ta phải đọc thật nhiều code. Thì chúng ta có cả các cái thư viện, rồi có cả các cái mã nguồn của thư viện, chúng ta sẽ mở ra để đọc. Thì những mã nguồn thư viện thông thường đọc tương đối dễ. Thứ hai là sơ đồ luồng. Thì tự làm thế nào từ cái bài toán mà chúng ta vẽ ra sơ đồ luồng, xong rồi chúng ta viết từ sơ đồ luồng, chúng ta viết thành code. Cái sơ đồ luồng chúng ta viết càng tốt bao nhiêu thì code càng dễ bấy nhiêu. Thì lần trước chúng ta đã làm một vài ví dụ và thấy rằng là chuyển từ bài toán sang sơ đồ luồng là rất dễ. Và cách đọc code thì chúng ta cũng lại từ cái code của người khác ấy, mình cũng phải vẽ thành sơ đồ luồng để mình theo dõi xem là từng đoạn một là cái code nó làm cái gì. Và có một cái khẩu quyết ba cái chiêu vỡ lòng, đúng không? Thì chiêu vỡ lòng thì thực ra là chúng ta cũng chưa phải nắm vững cả ba chiêu đâu. Thế nói qua một lần để mọi người biết thôi, xong nhưng mà hôm nay chúng ta lại quay lại một lần nữa. Và cuối cùng là một cái phần mà mổ thư viện, cái cách mà mở một cái thư viện ra để xem là nó dùng như thế nào, nó có những hàm gì có thể dùng được. Đó, thì thế còn về mặt kỹ xảo thì chúng ta sẽ có code thực chiến, và hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái cấu trúc dữ liệu là mảng, rất là quan trọng, và để chúng ta hiểu được thêm cái khái niệm con trỏ và vòng lặp, tức là ở cái chiêu thứ ba. Đó. Và chúng ta sẽ xây dựng hàm và cách truyền dữ liệu giữa các hàm với nhau như thế nào. Đấy là chiêu thứ hai. Đấy. Và tôi cũng sẽ nói thêm về hàm malloc và việc cấp phát bộ nhớ động trong C. Thì khẩu quyết lần trước chúng ta đã nói là chúng ta có biến địa chỉ. Thế nhưng mà tất nhiên nếu ai mà muốn nâng cao hơn thì sẽ học hàm đến con trỏ. Thứ hai là truyền dữ liệu. Thì có hàm và API, thì hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về những cái hàm và API. Vòng lặp và rẽ nhánh thì hôm nay chúng ta cũng nói về mảng và chuỗi, tôi coi như ứng dụng của vòng lặp rẽ nhánh. Thì lần trước chúng ta chỉ thuộc là biến địa chỉ, hai là truyền dữ liệu, ba là vòng lặp rẽ nhánh. Thì nói chung là mọi người có thể hiểu mang máng được, và tôi cũng đã nói qua là thế nào là biến địa chỉ, thế nào là truyền dữ liệu, vòng lặp rẽ nhánh. Và tôi yêu cầu là không cần phải nhớ, không phải chỉ nghe thoáng qua để có khái niệm thôi. Chưa phải nhớ vội, nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào. Đấy, thì và chúng ta nâng lên đến con trỏ thì chúng ta sẽ hiểu được biến và địa chỉ sâu sắc hơn. Thứ hai là hàm và API thì chúng ta sẽ hiểu được truyền dữ liệu như thế nào. Và thứ ba là mảng và chuỗi thì chúng ta sẽ hiểu hơn về vòng lặp và rẽ nhánh. Đấy, thì cách học nó cứ theo nhiều vòng như vậy. Thì cách học lập trình chúng ta nhớ là thứ nhất là có khẩu quyết. Thì vừa rồi tôi vừa trình bày khẩu quyết rồi. Thứ hai là code, phải đọc thật nhiều. Thứ ba là viết, thì đầu tiên chúng ta phải dựng được sơ đồ luồng. Và thứ tư là mổ được thư viện. Đúng không? Đấy là toàn bộ cái cách học lập trình, chỉ có gần này công cụ thôi, cứ già đi già lại. Đầu tiên là có code, đọc, xong sau đó thì là ra được sơ đồ luồng. Thế xong sau đó thì chúng ta đi chiều ngược lại, là dựng một sơ đồ luồng, xong sau đó thì viết. Và trong quá trình đó thì chúng ta phải dùng thư viện và mổ thư viện liên tục. Thí dụ hôm nay chúng ta học đến stdlib hoặc là thư viện ctype chẳng hạn, hay là mat chẳng hạn, thì chúng ta phải mổ cái thư viện đó để xem trong thư viện có gì. Thực ra là lập trình nó chỉ hơn kém nhau ở
chỗ là biết nhiều thư viện thôi. Đấy, còn cái việc mà viết cốt hay là vẽ sơ đồ luồng thì dần dần chúng ta sẽ quen, đúng không? Thế thì và khẩu quyết thì là nhớ để cho chúng ta cách học cho nó tốt. Đấy thì lần trước chúng ta đã nói đầu tiên có một bài toán, thế xong rồi có sơ đồ luồng, xong từ sơ đồ luồng cho viết ra chương trình. Thế thì lần trước chúng ta đã làm cái cốt đơn giản này rồi. Thì còn mổ xẻ thư viện chuẩn thì chúng ta có cái cốt, không biết là mọi người lần trước về đã có mở ra xem thử không, đúng không? Tức là có cái, có hai cái chỗ mà có thư viện chuẩn mà tiếng Việt là vietjack.com thư viện C và học lập trình VN Tutorial thư viện C chuẩn. Thì mọi người về nhà có em nào mở ra xem không? Đấy, đây là cái thư viện C chuẩn. Thì ở bên tay trái này chúng ta sẽ thấy là có các thư viện Assert, C-Type, Erno, rồi Float, rồi dần lần lượt thì những cái thư viện này là những thư viện chuẩn, còn rất nhiều thư viện nữa. Đây là chỉ là cái, những cái mà người ta hay dùng nhất. Thì nếu có thời gian các em nên xem. Thì chúng ta mở cái STDIO này ra trước, đúng không? Lần trước chúng ta đã nói STDIO và đây, STDIO và lần trước chúng ta có nói STDlib, đúng không? Thì đây là khi mà chúng ta mở ra chúng ta sẽ thấy là ok, trong cái thư viện này ấy, nó có các biến là size t. Lần trước tôi nói size t tức là khi nào mình có một cấu trúc dữ liệu mà mình muốn biết cái cấu trúc dữ liệu là bao nhiêu byte thì là mình chỉ cần lấy size t nó sẽ ra cho mình một số nguyên, đúng không? Thế xong sau đó thì mình biết được là nó cái kích cỡ của cái cấu trúc ấy nó từ đâu đến đâu, đúng không? Để mà sau này mình dùng cái hàm malloc cho nó tiện. Cái thứ hai là file. File là một cái biến, nó mô tả là một cái tệp, đúng không? Thì đấy là một kiểu. Thứ ba là fposty, tức là để lưu trữ cái vị trí nhất định nào đấy trong file. Khi mà mình đọc đến đâu chẳng hạn thì là cái con trỏ nó chỉ đến cái chữ đấy. Thì một cái file có thể là hàng trăm nghìn ký tự, hàng vạn ký tự, nhưng mà mình đọc lần lượt từ đầu file cho đến cuối file thì mình đọc đến đâu thì con trỏ chỉ đấy để mình đánh dấu là mình đã đọc đến đấy rồi, đúng không? Thì nó chỉ có trong STDlib chỉ có 3 biến này thôi, thì mình hiểu cái này dễ, đúng không? Còn macro ấy thì nó có null, tức là lần trước tôi nói là nếu mà một cái con trỏ mà chỉ vào null có nghĩa là chỗ đấy không có gì cả, đúng không? Rỗng. Đấy. Thế còn có những cái số là các cái này thì mình sẽ đọc sau, mình chưa dùng tới vội. Nhưng mà có cái buff size này là cũng là một số nguyên để mô tả một cái buffer để mà mình lưu dữ liệu. Thì cái này cũng các em chưa cần biết. Nhưng mà cái cần biết là cái EOF này là end of file. Tức là khi mình đọc một cái file cho đến tận cuối cùng, khi nào mình biết là cuối cùng thì cuối cùng của file bao giờ C nó cũng đặt một cái ký tự, à một cái số nguyên mà nó chỉ là end of file, đúng không? Kết thúc của file. Thì là đọc, từ khi nào đọc cho đến end of file thì thôi. Giả sử mình dùng vòng lặp chẳng hạn, mình đọc từng ký tự một, xong đến đọc đến khi nào cái ký tự mình lấy ra được là end of file thì mình dừng lại, đúng không? Không để tiếp nữa. Thì đại khái là có một số cái ký tự, một cái số macro như thế. Đặc biệt là các em, lát nữa chúng ta sẽ nói về STDR và STDIN và STDOUT. STDOUT và STDR thì là nó hiện trên màn hình. Khi một chương trình nó chạy thì khi mà nó ra lỗi thì nó sẽ viết vào một cái file. Cái file ấy tên là STDR và cái file ấy luôn luôn là được chiếu lên màn hình. Thế vì vậy là khi mà chạy vấp một cái thì trên màn hình nó sẽ hiện ra là báo lỗi. Thế còn vì vậy là mình có thể thông báo lỗi khi mà trường hợp xử lý lỗi chẳng hạn mà nó xuất hiện trên màn hình như nào đấy thì mình có thể thông báo với STDR. Thì tôi sẽ nói là sẽ sử dụng như thế nào. STDOUT tức là khi mà chương trình nó chạy xong ấy, chúng ta biết là một chương trình là nó xử lý dữ liệu vào và nó cho dữ liệu ra. Thì dữ liệu ra sẽ được ghi lên màn hình. Thì cái đấy là STDOUT,
nó là một cái file có trong máy tính, nhưng cái file ấy luôn luôn chiếu lên màn hình. Thì mình ghi cái gì vào đấy thì lập tức nó chiếu lên màn hình. Còn S3 in có nghĩa là cũng là một file thôi, nhưng mà mình gõ trên bàn phím thì là nó tự động là nó lấy vào chương trình, đúng không? Từ bàn phím. Thì vậy là STD in. Thế thì cái này là cái rất là quan trọng, lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Thế còn trong này có các hàm, đúng không? Lần trước chúng ta đã nói là F close, tức đóng file. Đây là clear error, thế tức là cái này thì mình chưa cần biết. Nhưng mà nếu các em biết thì các em có thể đọc. Mà muốn biết kỹ về nó thì có thể chỉ cần click trên cái thì nó sẽ biểu diễn cái hàm này ra, mô tả rồi cách sử dụng như thế nào là nó có đầy đủ. Thế vậy chúng ta có thể học được, đúng không? Thế thì quay trở lại, tôi xin lỗi. Quay trở lại thì F flush cũng là quan trọng, nhưng mà lần trước chúng ta đã nói F open, đúng không? Đây là cái hàm này. Tức là hàm ấy là khi chúng ta muốn mở một file ở một chỗ nào đó, đây là file name, và mở để đọc hay là viết, đúng không? Thì chúng ta sẽ bỏ một cái ký tự vào đây. Và khi mà mở xong thì kết quả của cái hàm này nó sẽ trỏ tới một con trỏ vào một cái file. Thì lúc ấy khi mà mở cái thì cái file ấy thành công. Thí dụ chúng ta mở một cái file gọi là bài tập .txt chẳng hạn, thì là lúc mà mở ra cái thì là nó cái file sẽ trỏ đến cái file bài tập .txt ở trên địa cứng của chúng ta. Thì đây là vân vân, thì có các cái hàm như thế này thì mọi người cứ lần lượt cứ đọc những cái hàm này. Đây là hàm write, thì lần trước chúng ta đã học đến hàm write rồi, đúng không? Hàm này để dùng là gì? Để viết một số ký tự nào đó vào một cái file nào đó. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta thấy là cái hàm fwrite là có một cái pointer chỉ vào một cái chuỗi ký tự, đúng không? Viết vào một cái file nào đó, thì ở cái biến cuối cùng là một cái con trỏ chỉ vào một cái file, đúng không? Và chúng ta sẽ viết bao nhiêu ký tự, đúng không? Đến ký tự thứ mấy chẳng hạn, thì đây là size t, đúng không? Thì cái cách mà gọi cái hàm này như thế nào thì chúng ta cũng cần bấm vào đây và đọc. Và nó có cả ví dụ xem là dùng như thế nào. Thì cứ đọc một số hàm, xong sau đó chúng ta viết một số, thì dần dần chúng ta sẽ quen cách dùng. Trước tiên là chúng ta nên dùng các hàm là F open, đúng không? Đây là trên này. Xong sau đó thì F read, F write, tức là đọc, xong viết. Và F close, tức là đóng lại, đúng không? Thí dụ đâu F close ở chỗ nào? F print cũng có. Thì cái này chúng ta sẽ lần trước chúng ta cũng có print F rồi, đúng không? Hàm này là hàm in ra màn hình, đúng không? Đấy. Đấy, F đấy, thì tất cả các hàm này thì chúng ta cứ đọc lần lượt là chúng ta hiểu thôi, và phải rèn luyện thật nhiều, viết, nghĩ ra các cái tình huống, làm lại các bài tập mà lần trước tôi đã trình bày và sử dụng các file này, các cái hàm này, đúng không? Get char rồi put c rồi các thứ. Put c tức là put từng ký tự một, có thể put lên màn hình hoặc là lần trước đấy. Thì đấy là các hàm mà của cái thư viện STDIO đấy. Thế còn nếu mà mình muốn lần trước chúng ta cũng thấy là có sử dụng đến STDlib, thì chúng ta lại bấm vào STDlib thôi, thì là nó lại có một số cái biến, rồi có một số macro nữa. Thì chủ yếu STDlib là để mà exit, rồi để báo lỗi, rồi các thứ nọ kia, thì rồi là chuyển từ chuỗi sang một số nguyên, hay chuyển từ số nguyên ra ký tự, vân vân. Thì là đây là các cái hàm này, là và cái hàm đặc biệt của các cái của cái thư viện này ấy, thì các em phải nhớ là cái free và cái malloc và realloc, đúng không? Tức là đây là những cái hàm mà rất quan trọng để mà cấp phát bộ nhớ. Thì thường là một cái thư viện nó có đầy đủ, tuy nhiên là chúng ta bước đầu học thì chúng ta chỉ cần nhớ một vài cái quan trọng thôi. Thí dụ như, nhưng mà nhớ theo khối chức năng. Thí dụ chức năng này chúng ta hôm nay muốn học là về cấp phát bộ nhớ động chẳng hạn, thì chúng ta phải học
hàm free, hàm malloc và hàm realloc. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói về hàm này. Thế còn những cái hàm khác thì đọc qua cho biết thì tốt, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải thuộc ngay. Về nguyên tắc là học đại học là không cần phải thuộc gì cả, khi cần thì chúng ta xem thôi. Thế thì đấy là cái cách xem các cái thư viện đấy. Thì trên Vietjet này có đủ, các em có thể lần lượt xem C-type, có xem MAT chẳng hạn, những hàm về sin, cos hay là loga chẳng hạn, các hàm về toán chẳng hạn là ở MAT, đúng không? Vân vân. Thế thì thí dụ như là một cái thư viện khác cũng rất là, hai cái thư viện khác cũng rất là quan trọng sau này chúng ta cần nhiều, tức là string.h, tức là để mà chúng ta xử lý các cái chuỗi, và thứ hai là time, tức là xử lý các cái kiểu thời gian. Thì cái đấy cũng rất là quan trọng. Bây giờ quay trở lại bài tập tiếp nhé. Thì đấy là các cái thư viện chuẩn. Thì tôi nghĩ là trước tiên chúng ta bắt đầu bằng 6 cái thư viện này đã. STDIO, STDLib, String, C-Type, MAT và Time. Thì như thế, và tất cả những cái này là đều có trên cái link mà tôi đã đưa ra. Thế còn điều thứ hai là bây giờ chúng ta muốn là đọc cái source code, tức là các cái hàm ấy được viết như thế nào, thì nó khó hơn một chút, tại vì nó sẽ viết sao để cho hệ điều hành nó hiểu, cho nên nó phải viết ở ngôn ngữ rất là thấp. Thì công nhận là nếu mà các em đọc source code này là hơi khó hơn một chút. Đấy, nếu em đọc thư viện, chỉ đọc các hướng dẫn thư viện và đọc cái cách sử dụng các hàm thư viện thôi thì dễ hơn, như là đọc trên Vietjet vừa rồi. Nhưng nếu mà đọc source code thì các em có thể, như lúc nãy em nói, là vào min GW ấy, hoặc là vào cái này là cái trang mà chính thức của tổ chức GNU, đúng không? GNU là tổ chức mà về lập trình C nổi tiếng nhất. Thì các em vào đây thì có tất cả các cái source code của tất cả các hàm thư viện, của tất cả thư viện. Thì em có thể lấy về đọc thử. Tất nhiên là cũng tương đối thách thức, nhưng mà cứ đọc thì sẽ giỏi thôi, không sẽ hiểu, không có vấn đề gì. Thì vậy là chúng ta có thể đến đây, chúng ta kết luận là trong một thư viện thì bao giờ có 3 phần. Tức là một lần là biến và kiểu dữ liệu, như lúc nãy chúng ta nói là về biến là biến những cái như là site, rồi là rồi có macro, thì như null hay là end of file, rồi có các hàm, đúng không? F close, F open, F read, F write chẳng hạn. Thế thì đấy là những hàm thư viện, thì chúng ta cứ đọc nhiều khắc giỏi, tức là đấy là gọi là mổ thư viện. Mà mổ thư viện là một trong những công tác chính của học lập trình. Đấy, chúng ta không nên học theo cái lối cũ, tức là học theo các chủ đề, ví dụ như là hay hết bài này đến bài kia, mà chúng ta cứ mở thư viện ra đọc lia lịa. Chúng ta biết qua các khái niệm rồi, đọc mở thư viện càng nhiều càng đọc càng nhiều càng tốt và có ví dụ. Thế điều thứ hai nữa là chúng ta nắm được cái khẩu quyết của vỡ lòng rồi, thì chúng ta phải lần lượt. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi theo đấy. Thì đây là cái phần mổ thư viện nhé, thì chúng ta đã làm rồi. Thế bây giờ chúng ta hiểu thư viện một chút đã, rồi chúng ta sẽ quay trở sang học về cái phần tiếp theo sau. Thì đầu tiên là cái hình này nó vẽ lên là một cái chương trình máy tính, là ở cái chữ process, tiếng Anh process là quá trình, đúng không? Thì nó sẽ lấy các cái dữ liệu từ cái bàn phím. Thế thì làm sao mà process nó lấy được dữ liệu từ bàn phím? Thì khi mỗi khi chúng ta gõ bàn phím thì gõ vào bàn phím thì cái ký tự ấy được in vào một cái file, và cái chương trình đó là luôn luôn đọc cái file đó, và cái file đó chính là std in. Đó, chúng ta gõ thêm cái thì nó vậy. Mà tất nhiên file này tạm thời thôi, khi mà đóng máy lại, tắt máy cái là file này biến mất. Đó,
gõ vào thì cái process nó cứ đọc vào. Thì vì vậy là cái mũi tên nó từ cái keyboard nó vào process. Cách đọc process là process ấy luôn luôn là nhìn vào cái file đó. Chúng ta gõ gì cái thì lập tức là nó truyền luôn cái ký tự mới vào cái chương trình máy tính của chúng ta. Thế còn cái chương trình máy tính của chúng ta thì luôn luôn ghi vào một cái file, vào hai file. Một cái file là std error tức là tiếng Anh là error, tức là lỗi, đúng không? Báo lỗi chẳng hạn thì là ghi vào std error. Còn kết quả dữ liệu đầu ra thì được ghi vào std out. Vậy là dữ liệu vào thì từ keyboard đi vào std in, đi vào process. Còn process thì nó viết vào hai file. Cứ khi nào có lỗi thì nó viết vào std error. Và khi nào mà có kết quả thì nó viết ra std out. Đấy là, và viết và nó in tất toàn bộ những cái này lên màn hình của máy tính. Thì đấy là quy ước của các chương trình rồi. Thì chúng ta biết được là đấy, cấu trúc của, tất nhiên là std in, std out và std error nó làm cụ thể như thế nào để có thể làm được những chuyện này thì là ở ngôn ngữ bậc thấp hơn, nó như lần trước tôi đã nói nó sẽ làm. Thế bây giờ ok. Thế bây giờ chúng ta lần trước chúng ta đã viết viết các cái ký tự mà nhị phân, đúng không? Đọc từ một file cũng là ký tự nhị phân, viết vào các ký tự một nhị phân vào một file khác. Thế còn bây giờ là chúng ta viết một câu chứ không phải viết một file nữa, đúng không? Thì viết một câu ấy thì sẽ gồm những ký tự mà chúng ta có thể hiển thị được, có thể đọc được. Còn các ký tự nhị phân thì nó, nếu mà in lên màn hình thì nó trông nó cổ quái lắm, đúng không? Chúng ta biết rằng nó sẽ nhiều hơn. Trong cái số các ký tự thì có những ký tự thuộc lại nhị phân là để cho máy tính nó hiểu thì nó rất là nhiều. Thế còn các ký tự mà để cho con người đọc thì nó là những ký tự đặc biệt và gọi là đây là ký tự văn bản, hoặc là cái của nó là char, đúng không? Viết thông thường là nó viết bằng các ký tự ấy, thì cái kiểu của nó là char. Thế thì thư viện này ấy, thư viện std in thì nó có hàm, lúc nãy chúng ta đã thấy có hàm get và put. Đấy, thay vì là như lần trước là f write rồi f read thì bây giờ chúng ta có hàm get và put. Thì cái cách viết là như thế này: đầu tiên là chúng ta cũng phải, cái code nó là đầu tiên cũng phải include stdio.h đã, thế xong rồi stdlib, đúng không? Tức là xong rồi main. Ở đây chúng ta không đọc từ file nữa mà chúng ta không phải lấy một cái chuỗi ký tự mà nhị phân nữa, mà cái chúng ta sẽ lưu các ký tự mà tra vào một cái kiểu như thế này, tức là viết là tra sentence 1000, có nghĩa là đây là một câu mà gồm có 1000 ký tự đấy, tức là, hoặc là nói cái kiểu dữ liệu này người ta trong lập trình thì nó gọi là mảng, tức là gồm có một, có nó có một 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 thí dụ để 1000 ô chẳng hạn, có n ô thì mỗi ô là nó lưu lại một cái kiểu, một cái char. Thí dụ ở trên bên này chúng ta có thể đề là int, đúng không? Hoặc lần trước chúng ta có định nghĩa ra một cái kiểu dữ liệu là three num, đúng không? Thì chúng ta có thể để three num xong rồi gì đó, xong rồi mở 1000, có nghĩa là 1000 cái three num được bỏ vào đây. Tức là đây là người ta gọi là một mảng, tức là một cái tập hợp có một độ dài nhất định, và mỗi phần tử thì nó là một kiểu char, hay là một kiểu int, hay là một kiểu three num chẳng hạn như lần trước. Đấy. Xong, điều thứ hai là chúng ta sẽ phải khai báo ra một cái file. Thì file này là chúng ta thường là để là khai báo là file pointer, đúng không? FPTR là tên của cái file, cái tên của cái con trỏ chỉ đến cái file đó. Để lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về con trỏ, đúng không? Con trỏ chúng ta biết đại khái là một cái gì đấy chỉ vào cái file đó. Thế xong sau đó thì vì cái hàm fopen chúng ta đã biết rồi, đúng không? Chúng ta mở một cái hàm nó tên là program.txt mà viết, mở ra để mà viết, đúng không? Mở ra.
Thế thì khi mà mở như này thì lúc bấy giờ là cái con trỏ FPTR nó sẽ chỉ đến cái file program.txt, đúng không? Thế và nếu mà mở mà không được, tức là FPTR bằng null có nghĩa là cái hàm này không mở được, thất bại, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ viết lên màn hình là printf error. Printf error này tức là nó printf, tức là nó viết ra màn hình, stdout viết lên màn hình luôn và exit. Đấy. Sau đó thì nếu mà thoát qua cái này có nghĩa là chúng ta mở được cái file ấy ra, thì chúng ta sẽ viết lên màn hình, đúng không, là print là enter a sentence, tức là ra lệnh cho người dùng là hãy đưa một câu vào, đúng không? Thế và lúc bấy giờ chúng ta sẽ làm một cái hàm này là get sentence. Lần trước là chúng ta là dùng cái hàm khác, đúng không? Scan F, nhưng mà bây giờ dùng cho get sentence, tức là ký tự này toàn những ký tự đọc được thôi. Thì tức là chúng ta phải gõ những ký tự gì mà đọc được. Đó. Thế xong sau đó thì F print, tức là thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ viết vào cái file đấy, dùng cái hàm bây giờ dùng thay vì là dùng các cái hàm print F hay là lần trước là F write, thì bây giờ chúng ta là F print F, tức là viết. Thì cái hàm F print F này là để viết các ký tự mà đọc được đấy, thì F print F và cái syntax của nó như thế này. Thì các em muốn biết cách sử dụng cái này thật kỹ hơn xem thì các em có thể mở cái website lúc nãy ra xem. Và sau khi chúng ta viết xong thì chúng ta đóng lại. Nên nhớ là mở file thì bao giờ kết thúc cũng phải đóng file nhá. Thế cứ công thức là như thế, cứ mở thì làm gì thì làm, xong sau đó không dùng nữa phải đóng lại. Thì F close thì đóng file lại và kết thúc. Thì sau đó chúng ta sẽ thấy là khi mà chạy cái chương trình này và khi mà chúng ta gõ vào, thí dụ như hello world hay chào các bạn, tôi đây chẳng hạn, thế thì chúng ta mở ra cái file, khi mà chương trình này chạy xong thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái file tên là program text, xong mà mở ra chúng ta sẽ thấy cái chúng ta đã gõ từ trước, đúng không? Thì đây là cái hàm này là cái chương trình này khác với chương trình lần trước, là chúng ta viết ký tự nhị phân từ file ra file, còn đây là chúng ta viết từ gõ vào màn hình và viết ra một file các ký tự mà chúng ta có thể đọc được. Thế thì các hàm tương ứng vì cái chức năng nó khác nhau cho nên các hàm nó cũng khác nhau, đúng không? Chúng sẽ dùng các hàm khác. Đấy là chúng ta sửa cái về logic thì tôi sẽ không viết lại cái sơ đồ luồng, là bởi vì logic của cái này giống hệt như cái trước thôi, nó cũng mở file ra xong rồi lấy file để viết vào file này, nhưng mà thay vì là lấy từ một file mà nó lấy từ màn hình và bàn phím, thì chúng ta cái công thức nó là dùng get s và f print f để mà viết. Thì ở đây là các em cũng có thể mổ cái thư viện stlib như tôi nói lúc nãy, đúng không? Đặc biệt là có biến null vừa rồi, đúng không? Như biến null khi chúng ta mở thất bại thì là cái con trỏ đến cái file nó bằng null. Thế còn các hàm thì có cái hàm exit và abort. Thì ok, exit tức là đang chạy cái này, exit cái tức là nó dừng luôn hàm lại và nó kết thúc hàm luôn, kết thúc cái chương trình luôn, không làm gì nữa cả. Abort cũng là cũng vậy, đúng không? Malloc, realloc, free thì tức là ba cái hàm này là rất là quan trọng để mà bộ nhớ động. Và có cái hàm nữa là hàm getenv, thì các em về nhà là đọc kỹ các cái hàm này. Như hôm nay tôi sẽ giảng kỹ về malloc, realloc và free thôi, còn getenv thì mọi người phải đọc thêm nhá. Thì các mọi người vào đây đọc thật kỹ. Thì ok, thì chúng ta bây giờ chuyển sang thực chiến để mà rèn lại một số cái hàm chúng ta vừa đọc xong. Đến đây mọi người có câu hỏi gì không?